Tiểu bang California được xem là tiểu bang vàng, cái gì nó cũng đắt như vàng, nhất là nhà. Tuy nhiên, nhờ nó đắt như vàng như vậy đó, cho nên nó có những cái khoản tiền dư mà bây giờ trong năm nay đó, thì người ta tính cái thặng dư á, cái tiền mà dư ra của tiểu bang á, hiện bây giờ đang là 47.5 tỷ đô la, có nghĩa là nó hơn hồi năm trước nữa. Thì bây giờ với cái số tiền mà dư ra như thế này đó, thì người ta phải làm gì với nó? Bởi vì nói là từ năm 1974 đó, thì tiểu bang California đã đưa ra một cái luật người ta gọi là giới hạn grant, tức là cái tiền mà dư của tiểu bang đó nó chỉ được đến cái mức đó thôi. Nếu mà quá cái mức đó đó thì tiểu bang phải làm sao, giống như là trả nó lại cho người dân. Cái tiền đó thường là tiền thuế năm trước đó, rồi năm rồi, tức là năm 2021, năm 2020, 2021, mặc dù là Covid, nhưng mà lại nhiều người kiếm được tiền khi mà dịch Covid xảy ra, cho nên cái tiền thuế họ đóng nó lại nhiều hơn nữa, rồi nó rất là nhiều cái khoản tiền. Thì bây giờ, nói là từ năm 74 cho đến nay đó, chỉ mới có 2 lần là cái số tiền thặng dư đó nó vượt quá cái giới hạn mà người ta đặt ra cái mục đích đó. Thì là một lần là hồi năm 2020 và bây giờ là năm 2021. Thì bây giờ người ta nói bây giờ cái tiền đó thì để làm gì? Thì những nhà mà một số những thượng nghị sĩ của tiểu bang đó, họ nói cái số tiền đó nếu mà làm thêm một cái lần nữa là gọi là cái check kích thích mà kỳ rồi người dân Cali được Ngọc Lấy nhớ là như 2 lần đúng không? Lần đầu á 600 rồi. Cái lần mới đây nhất á là 600. 600 cho một gia đình, rồi thêm 500 nữa nếu như có những người mà gọi là ăn theo thì được thêm 500 nữa là thành 1.100. Còn bây giờ với cái số tiền hiện có đó, họ nói á một người có thể được đến 1.125 đô la, như vậy là lên đến khoảng 4.500 đô la cho một gia đình 4 người. Có nghĩa là nếu cái tiền đó trả lại hết cho người dân là số tiền nó sẽ là như vậy. Tuy nhiên hôm tháng rồi đó, thì khi mà thống đốc Gavin Newsom làm giống như là một cái kế hoạch về chi tiêu kinh tế trong năm tới đây của tiểu bang á, thì chưa có đưa cái phần mà giải quyết cái vấn đề tiền dư này vô như thế nào. Nhưng mà nói rằng là người ta hy vọng là trong sắp tới đây, khi mà có những cái điều chỉnh lại, thì có thể là số tiền đó người dân Cali hy vọng rằng là bằng một hình thức nào đó thì người ta phải xài cái số tiền đó trả lại cho người dân, bởi vì người dân đã đóng thuế nhiều rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục, mình hy vọng là trong thời gian sắp tới đây có thể nhiều ở trong cái tựa bài báo này thì người ta nói là mỗi một người công dân ở tiểu bang Cali đó, mỗi người dân đó có thể là được 1.100 đô la. Nhưng mà nếu mà người ta tính toán mà kỹ, có thể là đến là 1.125 đô la, tức là một gia đình có thể 4 người là lên đến 4.500 đô la, nhiều lắm đó.